Nguyễn Hương xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Nguyễn Hương xin gửi tới các bạn phần thứ 11 của câu chuyện Cuộc giao dịch bất đắc dĩ, tác giả Ngọc Trân, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện Thanh Mai. Các bạn hãy ủng hộ MC Nguyễn Hương cùng ekip Truyện Thanh Mai bằng cách để lại bình luận, cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi và bật chuông thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi Yến Trang cho tao. Thu Thảo nắm lấy tóc ả, thô bạo kéo ả ngồi dậy. Lại một sự đau đớn bất ngờ xảy ra. Tố Tư chật vật ngồi dậy, nhưng sau đó lại bị Thu Thảo ép. Ả đành quỳ gối trước mặt Yến Trang. Thu Thảo hành hạ ả một cách tàn nhẫn. Tố Tư không thể không sợ hãi, ả co rúm người, nhanh chóng dập đầu trước mặt Yến Trang van xin. Yến Trang, chị sai rồi, xin em tha thứ cho chị. Yến Trang như nghe được câu chuyện nực cười nhất. Xin lỗi sao? Tố Tư dập đầu xin lỗi cô sao? Nhưng vậy thì thế nào? Chỉ vài cái dập đầu của cô, sao có thể bỏ qua? Con của cô đã mất, mối thù sâu đậm thế này, làm sao cô có thể quên đi được chứ? Không ngờ Tố Tư cũng có ngày hôm nay. Muốn tôi tha thứ, vậy hãy đến thả tội với đứa con nhỏ vô tội đã bị cô hại chết. Giọng Yến Trang lạnh lẽo vang lên, cô nắm chặt tay thành quyền để có thể kiềm chế bản thân. Cả đời này, người Yến Trang hận nhất là ả. Tố Tư tiếp tục dập đầu van xin, ả khóc lóc không ngừng. Khuôn mặt vì sợ hãi nên đã trắng bệch, đầu cũng chảy máu màu đỏ thẫm. Đã làm thì tự chịu, không ai cứu được mày. Thu Thảo đập mạnh đầu Tố Tư xuống, sau đó quay sang bọn côn đồ đang nằm trên đất, cất giọng lạnh như băng. Một là mày chết, hai là tất cả tụi bay phải cường bạo nó. Nói xong, nhanh như tia chớp, Thu Thảo lấy phi đao. Cô ấy chỉ phóng một cái cây tiêu nhọn hoắt kia đã cắm cạnh đầu tên bập kia. Bọn chúng sợ hãi gật đầu lia lịa. Vâng, chị Thảo, em chọn điều thứ hai. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, bước lại gần Tố Tư. Không, đừng như vậy. Tố Tư thét lớn, nhưng chị vô dụng. À, không thể chạy thoát. Điều này cũng do mày thích thôi. Ráng mà tận hưởng nhé. Thu Thảo nhếch môi khinh bỉ. Ánh mắt chán ghét lướt đi nơi khác. Tố Tư la hét không thôi, nhưng bọn đàn ông vẫn cứ không buông tha. Chúng xem ả như miếng mồi mà giành giật ăn lấy. Tố Tư chỉ cảm thấy buồn nôn và kinh hãi. Bị một đám đàn ông cưỡng bức, Tố Tư không thể không chống cự. Những tên đàn ông cứ xé áo ả ra, một tên thì sờ ngực, một tên thì vuốt ve, một tên thì đâm sâu vào người ả, hành hạ ả không thôi. Tố Tư la hét liên tục, cầu mong bọn chúng sẽ dừng lại, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Mạnh tay vào, tốt nhất là cho cô ta sống không bằng chết, nếu không các ngươi chỉ có một kết cục. Thu Thảo cảnh cáo, ánh mắt lạnh lẽo như người đàn bà bê bết trên mặt đất mà đều nụ cười tàn nhẫn. Những tên đàn ông nghe thế thì tiếp tục mạnh bạo hơn, chúng cấu xé Tố Tư không ngừng nghỉ. Yến Trang, cậu không sao chứ? Thấy Yến Trang đứng cạnh mình tỏ ra vẻ buồn hiu, Thu Thảo quan tâm hỏi. Mình không sao, kết cục này đối với Tố Tư thực sự là rất đáng. Từ khi mất đi con, Yến Trang như trở thành người khác, cô điềm tĩnh và vô tình hơn rất nhiều. Tố Tư chính là người giết hại con cô, đây là hậu quả ả phải nhận. Yến Trang không hề tỏ ra đau lòng. Nhưng mà cảnh tượng tàn nhẫn này, Yến Trang thực sự không muốn chuyện này xảy ra. Dù sao Tố Tư cũng là phụ nữ, bị người khác cường bạo thế này thì làm sao mà sống được. Tia lương thiện nhất trong người Yến Trang lại bộc phát, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó của Tố Tư. Yến Trang thực sự thấy không nỡ. Không đau lòng, nhưng tiếng lòng lại không chấp nhận được cảnh trước mắt này. Yến Trang lương thiện với kẻ thù là hành động ngu ngốc nhất. Mình biết cậu tốt bụng, nhưng hãy tốt với những người thực sự tốt với cậu, còn loại người này đừng nên thương hại. Tuy Yến Trang không nói, nhưng qua nét mặt của cô, Thu Thảo nhận ra hết. Cô đang thương xót Tố Tư, nhưng Thu Thảo thì không như vậy. Ai có lỗi với cô ấy? Cô ấy sẽ đòi lại tất cả để giành công bằng cho bản thân. Yến Trang nhìn Thu Thảo. Cô đã hiểu ý của Thu Thảo,
Nhìn cô ấy, Yến Trang gật đầu, ánh mắt trong suốt không tạp niệm. Mình hiểu rồi Thu Thảo. Khoảng nửa giờ sau, Tố Tư đã không còn sức lực. Ả nằm trên đất, thân thể đầy vết hoan ái. Khuôn mặt ả đờ dại, nhưng người điên không chút cảm xúc. Cút hết đi! Thu Thảo lạnh lùng ra lệnh. Cô ấy đã hài lòng với hành động của bọn côn đồ rồi. Đáng lý ra Thu Thảo sẽ thủ tiêu luôn bọn chúng. Bởi những kẻ có ý định dồn cô ấy vào đường chết thì cô ấy sẽ không bỏ qua. Nhưng chúng đã nghe lời cô, đã cưỡng bảo Tố Tư. Điều đó khiến cô ấy chấp nhận tha thứ cho chúng. Bọn côn đồ nghe vậy thì nhanh chóng mặc quần áo, sau đó ríu rít cảm ơn. Chúng chạy thục mạng ra ngoài. Thu Thảo, chúng ta đi thôi. Ở cái nơi dơ bẩn và ghê gớm này, Yến Trang đã không chịu nổi. Cô hận Tố Tư, dù sao thì vẫn hận. Vì vậy cô không bao giờ muốn gặp ả nữa. Ả bị trừng trị như thế thật đáng tội. Cũng may mà nhờ có Thu Thảo, nếu không mối thù này không biết đến bao giờ mới có thể trả được nữa. Chờ mình chút, Thu Thảo không rời mắt khỏi Tố Tư, như vậy chưa đủ đâu. Hãm hại bản thân của cô ấy, giết con nuôi của cô ấy, kết cục chỉ có một, đó là cái chết. Hai con khốn nạn, tao có chết cũng không tha cho tụi bay. Tố Tư như hóa giải, ạ gào thét liên tục, ánh mắt trợn trắng trong vô cùng dữ tợn. Mày có chết cũng không hết tội. Thu Thảo vừa nói vừa chớp ánh mắt lạnh lùng. Đã ra nông nỗi này lại còn mạnh miệng, đúng là có bản lĩnh mà. Nếu ả muốn chết như vậy, Thu Thảo sẽ hoàn thành cho ả. Không nhanh không chậm, cô ấy lấy từ người ra một cây phi đao. Thu Thảo chỉ vung tay một cái, phi đao liền nhanh như chớp cắm vào ngực ả. Một màu máu đỏ tươi bắt đầu chạy ra. Tố Tư thét lên, dùng tay ôm chặt lấy ngực. Ả chưa từng nghĩ Thu Thảo sẽ thẳng tay giết chết ả. Cuối cùng, Tố Tư chết, mắt vẫn trừng to, khuôn mặt biểu lộ sự ngạc nhiên, kinh hoàng, hốt hoảng và có cả sự sợ hãi. Khuôn mặt Thu Thảo không biến sắc, xem việc giết người chỉ là việc tầm thường. Thảo, cậu! Yến Trang hoạn hốt vì sự ra tay đột ngột của Thu Thảo. Cô ấy dám giết Tố Tư sao? Hiện tại Yến Trang không hề sợ hãi vì hành động của Thu Thảo, cô chỉ cảm thấy lo lắng cho cô ấy. Đôi mắt Thu Thảo không gợn tí sóng. Kẻ đáng chết thì không nên sống, cậu đừng lo lắng. Nhớ đến lần đầu giết người, Thu Thảo không hề sợ hãi bởi những kẻ mà cô ấy giết đều đáng chết. Đỡ bả vai Yến Trang, Thu Thảo mỉm cười. Không phải, mình chỉ lo lắng cho cậu, dấu vân tay của cậu còn trên phi đao, nếu như cảnh sát tìm đến. Yến Trang biết Thu Thảo đã vây vào thế giới khác, là giới giang hồ. Ở đấy nếu như bạn không mạnh hơn thì bạn chỉ có cái chết. Giết người đối với người trong giới xã hội đen là chuyện tầm thường. Tuy thấy Thu Thảo giết người, nhưng Yến Trang chỉ tỏ ra một chút kinh ngạc, sau đó lại chuyển sang lo lắng cho cô ấy. Hiện tại Yến Trang chỉ sợ cô ấy gặp nạn, nếu như thế thì cô sẽ hận bản thân mình lắm. Đôi mắt Yến Trang long lanh, cô đau buồn và rất muốn khóc. Cô không muốn Thu Thảo vì mình mà chịu khổ. Yên tâm, đã có người xử lý tàn cuộc. Thu Thảo thư thái nắm tay Yến Trang kéo ra ngoài. Đôi môi nhẹ nở nụ cười ngây ngất. Yến Trang vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Thu Thảo dõng dạc nói tiếp. Tấn Nhất, việc này nhờ anh dọn dẹp sạch sẽ. Cảm ơn anh, cũng gửi lời cảm ơn đến Hữu Thiên. Dứt lời, cô ấy nắm tay Yến Trang bước đi, cũng không quay đầu lần nào nữa. Đợi đến khi hai cái bóng nhỏ nhắn biến mất, một người đàn ông từ trong góc khuất đi ra. Hắn là Tấn Nhất, một trong năm cánh tay đắc lực của Hữu Thiên. Hắn lắc đầu ngao ngán, khuôn mặt bất mãn. Từ khi nào công việc của hắn lại là đi xử lý tàn cho người khác vậy? Nếu không có lệnh của Hữu Thiên thì còn lâu hắn mới giúp Thu Thảo việc này. Yến Trang bắt đầu hiểu ý của Thu Thảo là gì. Cô hỏi lại thì Thu Thảo bắt đầu kể. À, Tấn Nhất là do Hữu Thiên phái theo để bảo vệ mình đấy. Hữu Thiên đó cũng là quá quan tâm cậu đi. Nghe xong chuyện, Yến Trang chỉ cười tà, ánh mắt huyền bí nhìn Thu Thảo. Này này Yến Trang, cậu có ý gì đây? Thu Thảo chu môi, bất mãn nói, giọng điệu tự nhiên thoải mái, khác hẳn lúc nãy. Mình đợi thiệp mừng của cậu và... Yến Trang còn chưa nói xong, thì Thu Thảo đã trừng mắt. Cô ấy thẹn quá hóa giận. Yến Trang, cậu im ngay cho mình. Thu Thảo, đừng như thế chứ. Chọc ghẹo Thu Thảo đúng thực sự là rất vui. Yến Trang cứ nói mãi không thôi. Trên đường đi về, từng trận cười đùa khúc khích vang lên, khiến bầu không khí tươi mát hẳn lên.
Thu Thảo, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau. Từ khi nghe Thu Thảo chỉ ra con đường sáng, thì Đình Nam đã dồn hết sức để làm việc. Anh muốn những công việc bề bộn này nhanh chóng giải quyết để được ở bên cạnh Yến Trang. Vì thế anh làm thêm, tối mới về dư viên. Vừa sắp xếp xong hồ sơ, chuẩn bị ra về thì điện thoại inh ỏi vang lên. Nhìn trên màn hình, một tên bá đạo nhanh chóng hiện ra. Đình Nam bắt máy, giọng điệu tự nhiên và bình thản. Hữu Thiên, cậu hôm nay rảnh rỗi nhỉ? Tối rồi mà còn có tâm trạng gọi cho tớ à? Nghe ra sự châm chọc trong lời nói, Hữu Thiên nhíu nhẹ mày. Cậu thôi cái thái độ đó đi. Nói đi, tìm mình có việc gì? Đình Nam cười nhẹ một cái. Hữu Thiên đang do dự điều gì đó, hắn chưa đi thẳng vào vấn đề mà cứ im lặng. Đình Nam không mất kiên nhẫn, anh biết Hữu Thiên hôm nay lại bị gì rồi. Tác phong vòng vo im lặng này không phải của hắn, nhưng Đình Nam vẫn không hỏi thêm gì nữa. Anh đợi hắn trả lời. Khoảng một lúc sau, Hữu Thiên trầm ngâm hỏi, Thu Thảo và cậu có quan hệ gì? Hữu Thiên được Tấn Nhất thông báo tình hình của Thu Thảo lúc nãy. Vừa nghe xong, hắn đã gấp gáp gọi nhanh đến Đình Nam. Hắn muốn điều tra rõ vì sao Thu Thảo lại ở dư viên của Đình Nam. Sai người điều tra cũng được, nhưng hắn muốn hỏi Đình Nam. Hắn gấp gáp, cũng có chút lo lắng. Ồ Thiên, cậu cũng biết Thảo à? Đình Nam như nghe được điều gì đó bất ngờ. Anh không trả lời, mà chỉ có thái độ ngạc nhiên, sau đó hỏi lại. Hữu Thiên hơi chau mày khi nghe cách xưng hô thân mật kia. Hình như Đình Nam và Thu Thảo có mối quan hệ gì đó. Nhưng mối quan hệ kia là gì? Trả lời tới đi. Không hiểu sao Hữu Thiên lại muốn điều tra về những người bên cạnh Thu Thảo thế này. Có lẽ hắn thực sự quan tâm với Thu Thảo. Hắn muốn vì cô ấy mà làm tất cả. Như nhận ra điều gì khác thường, Đình Nam cười tà một cái, đáp nhanh. Em gái tớ. Sau đó kể lại vắn tắt quan hệ của gia đình mình và Thu Thảo cho Hữu Thiên biết. Kể xong, Đình Nam còn cố tình hỏi. Sao nào? Có việc gì không? Còn cậu, vì sao biết nó? Hữu Thiên cũng kể lại chuyện của mình và Thu Thảo cho Đình Nam. Nghe bằng giọng lãnh đạm, sau đó nhanh chóng cúp máy. Bây giờ Đình Nam mới hiểu, thì ra bấy lâu nay, Thu Thảo trốn ở nhà riêng của Hữu Thiên. Vậy nên ba cô mới không tìm ra cô ấy. Thu Thảo quả thật là thông minh, tìm chỗ trốn hay lắm. Đình Nam đứng dậy, lấy áo khoác vắt lên ghế mặc vào người, sau đó sải bước ra khỏi phòng làm việc. Môi anh cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Hữu Thiên, mình đợi cậu gọi mình một tiếng anh dễ. Những ngày sau, Yến Trang và Thu Thảo đi đâu cũng có nhau, ăn cơm, mua sắm, đi dạo rồi đi chơi. Hai người luôn thân thiết như vậy, tình cảm ngày một khăng khít. Thỉnh thoảng họ lại sang tìm bà Vân. Bà Vân luôn mỉm cười chào đón họ. Lúc Yến Trang quay phim thì Thu Thảo đến trường quay cổ vũ cô. Cô ấy thầm nghĩ, Yến Trang đúng là một cô gái giỏi giang, diễn y như thật vậy. Bất giác trong lòng Thu Thảo dâng lên tia ngưỡng mộ. Những lúc rảnh rỗi ở nhà, Thu Thảo luôn bầu bạn cùng Yến Trang. Cùng ngồi lại tâm tình, từ khi Thu Thảo đến, Yến Trang đã không còn cô đơn nữa. Hôm nay, Đình Nam về sớm, vừa thấy Thu Thảo anh đã hỏi, Trang đâu? Thu Thảo ngồi trên ghế sofa nhâm nhi quả táo, thấy thái độ quan tâm của Đình Nam thì gật gật đầu hài lòng. Cô ấy dự họp báo rồi. Cắn một miếng táo, Thu Thảo thuận miệng trả lời. Đình Nam cũng không hỏi gì nữa. Anh đi thẳng lên lầu. Thu Thảo lườm anh một cái. Đúng là người đàn ông đang yêu có khác. Trong mắt chỉ có đối phương. Anh hoàn toàn không hỏi thăm cô ấy tí nào. Nhưng không sao. Thu Thảo thích như vậy. Đình Nam càng quan tâm Yến Trang thì càng chứng tỏ anh yêu cô sâu đậm. Cũng không ngó ngàng gì đến anh nữa, Thu Thảo tiếp tục giết thời gian bằng cách xem TV đợi Yến Trang về. Chưa đầy 5 phút sau, Đình Nam đi xuống, bước lại gần Thu Thảo, anh cầm điều khiển tắt TV. Này, anh làm gì vậy? Thu Thảo bất mãn, chu môi, đôi mắt oán giận hành động vừa rồi của Đình Nam. Đình Nam thong thả ngồi xuống đối diện Thu Thảo, hai chân anh dang rộng, người hơi khom về phía trước, anh hỏi. Thu Thảo, những ngày qua, em có nói tốt cho anh và Yến Trang không? Với sự lợi hại của Thu Thảo, anh tin nếu cô ấy chịu ra tay thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Không có. Vẫn còn bất mãn vì Đình Nam đã tự động tắt TV của mình, Thu Thảo cắn mảnh quả táo. Thu Thảo, sao em chưa hành động?
Mấy ngày nay, Yến Trang vẫn thờ ơ với anh, xem ra là Thu Thảo không nói giúp gì rồi. Đau lòng thật, anh không hiểu vì sao cô em gái này sao lại nhẫn tâm nhìn anh chịu mình chịu khổ như vậy. Sáng nay Đình Nam còn nhận được điện thoại của bà Vân, bà bảo anh nên tổ chức hôn lễ sớm. Nhưng Yến Trang không tha thứ thì làm sao anh có thể cho hôn lễ được cử hành được. Thu Thảo liếc nhìn anh một cái, cô ấy như nghe được chuyện nực cười nhất. Thu Thảo nhếch môi nói, anh Đình Nam mà, Yến Trang còn chưa nguôi được giận đâu. Để từ từ thời gian, em sẽ nói giúp anh. Bây giờ mà nhắc đến tên anh trước mặt cô ấy, chẳng khác nào lấy dao đâm vào ngực Yến Trang vậy. Đây hoàn toàn là sự thật. Yến Trang còn chưa nguôi ngoai được nỗi đau mất con, thì làm sao có thể tha thứ cho Đình Nam. Thu Thảo thực sự hết nói nổi với Đình Nam. Anh có bị ngốc không đấy? Dao đâm vào ngực. Câu nói này khiến Đình Nam chau mày. Yến Trang đâu đến nỗi phải hận anh như vậy chứ. Chẳng qua chị hiểu lầm và gây khó dễ với Yến Trang một chút. Anh biết cô sẽ giận anh, nhưng điều đó làm sao có thể so sánh với việc dùng dao đâm vào ngực. Lời của Thu Thảo hình như không đúng cho lắm. Tuy anh có lỗi, nhưng lỗi lầm đó vẫn có thể được tha thứ. Vậy mà em so sánh như dao đâm vào ngực, có nói quá không đấy? Cô em gái này của anh học cách nói chuyện phóng đại từ khi nào vậy chứ? Đúng là nói quá mà. Anh gián tiếp hại chết đứa con của mình, không đáng tội sao? Thu Thảo cảm thấy tức tối khi nghe Đình Nam bảo mình nói quá. Cô ấy đang nói sự thật thôi. Hại chết con. Đình Nam hoàn toàn không biết chuyện này. Sao tự nhiên lại nói anh hại chết con mình chứ? Thu Thảo như bình tĩnh đại ngộ. Đúng rồi, dạo này ở cạnh bên Yến Trang, cô ấy cũng quên bén việc này mất. Cô ấy còn chưa nói cái thai của Yến Trang bị mất cho anh biết. Thái độ bất ngờ đó của anh cũng dễ hiểu thôi. Thu Thảo kể lại mọi chuyện cho Đình Nam nghe. Nghe xong, Đình Nam trở nên thẫn thờ. Hôm đó anh đã bỏ mặc Yến Trang. Hôm đó chính sự vô tình của anh đã khiến Yến Trang chịu cảnh đau đớn nhất. Hôm đó Yến Trang phải quằn quại cắn răng chịu đựng nỗi đau thấu tâm can mà anh không hề biết. Đình Nam cứ tưởng là cô bị trật chân, nhưng không ngờ hệ lụy lại như thế này. Tim như bị ai đó lấy kim đâm vào, Đình Nam thấy vô cùng đau lòng. Là anh có lỗi với Yến Trang. Anh đã sai lầm thực sự. Lần đầu tiên trên đời, Đình Nam thấy hối hận đến như vậy. Nếu như anh không đưa Tố Tư về dư viên để chọc tức Yến Trang, thì mọi chuyện đâu đến nỗi tệ hại. Là anh, chính anh đã giết chết con mình. Đình Nam có lỗi, bản thân anh không thể nào tha thứ cho mình. Anh đúng là một kẻ tồi mà. Thấy sự dằn vặt và ăn năn hối hận được biểu lộ trên khuôn mặt Đình Nam, Thu Thảo thực sự đau lòng. Đình Nam cũng đâu muốn như vậy, chuyện này tất cả cũng là ngoài ý muốn. Nhìn người anh luôn tự cao tự đại, lại có bộ dạng này, Thu Thảo hiểu anh đã suy sụp đến mức nào. Thu Thảo bỏ trái táo trên bàn, ánh mắt trìu mến nhìn anh, cô ấy an ủi. Anh Đình Nam, anh cũng đừng tự trách mình, việc anh nên làm là hãy cầu xin sự tha thứ từ Yến Trang. Tuy cô ấy hận anh, không đoái hoài gì đến anh, nhưng em biết cô ấy vẫn còn rất yêu anh. Em tin nếu anh thật lòng, ăn năn hối cải thì sẽ có ngày Yến Trang tha thứ cho anh. Cô ấy tin Yến Trang sẽ tha thứ cho Đình Nam, nhưng là bao lâu thì cô ấy vẫn không rõ và vẫn còn đợi vào sự chân thành của anh. Đình Nam siết chặt đôi bàn tay. Hiện tại anh rất hận bản thân mình. Anh sẽ không tha thứ cho kẻ làm hại con anh. Chính Tố Tư đã xô Yến Trang. Anh không thể bỏ qua cho ả. Ánh mắt Đình Nam ánh lên tia đỏ dữ tợn. Bây giờ anh vô cùng tức giận. Giận nhất vẫn là bản thân mình. Tố Tư đã bị em giết rồi. Vậy còn hai kẻ tiểu nhân thích hại Yến Trang. Một là ngôi sao rất hot hiện nay, Châu Nghi. Còn kẻ còn lại là bạn thân cũ của Yến Trang, Diêu Hân. Những điều này cô ấy biết được là do điều tra mấy ngày nay. Nếu không điều tra thì có hỏi Yến Trang cũng không nói cho cô ấy biết. Bọn họ đã hại cô bởi cô là người lương thiện. Cô ấy định sẽ xử lý Châu Nghi và Diêu Hân sau, nhưng tội của họ không nặng bằng Tố Tư. Vậy nên việc này giao lại cho Đình Nam. Anh biết rồi, Đình Nam trả lời, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ. Tối hôm nay, Yến Trang và Thu Thảo lại ở cùng nhau trong phòng trò chuyện tới khuya.
Sau đó cả hai cùng nhau tắt đèn đi ngủ. Nhưng trước khi nhắm mắt, Thu Thảo bỗng lên tiếng. Yến Trang, chuyện cái thai của cậu, mình đã nói cho Đình Nam biết rồi. Mí mắt Yến Trang rung nhẹ một cái, cô nhẹ trả lời. Ừ. Anh ấy rất hối hận. Đình Nam hối hận là sự thật, Thu Thảo không nói dối. Dù có hối hận thì mọi chuyện vẫn không thể nào quay lại như trước được nữa. Yến Trang trả lời, ánh mắt đầy mông lung. Cô thực sự yêu anh, nhưng cô không thể tha thứ cho anh. Từng hành động của anh đã khiến tim cô vụn vỡ. Biết rằng Đình Nam cũng là người bị hại, nhưng anh lại không tin tưởng vào tình yêu của cô dành cho anh. Yến Trang thực sự thất vọng, cô đau lòng, khó chịu cùng cực. Mỗi khi đêm về, nước mắt cô lại rơi. Bây giờ cũng vậy, một giọt lệ trong suốt chạy ra khỏi hốc mắt, Yến Trang nhắm chặt mắt. Cô không nghĩ đến chuyện đau lòng này nữa. Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ quay lại như trước. Cô cũng không nghĩ mình sẽ cùng Đình Nam hạnh phúc mãi mãi. Bởi cái khoảnh khắc anh bước đi, bỏ mặc sự sống còn của sinh linh bé bỏng trong người cô, thì lúc đó tâm cô đã chết. Tình yêu này, Yến Trang đã hứa lòng sẽ từ bỏ. Đêm khuya, Yến Trang và Thu Thảo vẫn đang say giấc, chỉ có riêng Đình Nam thì không. Anh đang nằm trên sofa say khướt. Đình Nam lấy lý do là công việc bề bộn nên ở lì trong thư phòng không ra ngoài. Lý do đó chỉ là gạt người. Anh không ra ngoài vì anh muốn trốn tránh Yến Trang. Đình Nam không có mặt mũi nào để gặp cô. Mọi chuyện đã sáng tỏ, anh lại càng thêm phiền muộn. Yến Trang không tha thứ cho anh. Anh không trách cô, bởi hậu quả của anh đáng nhận gấp đôi như bây giờ. Bỏ mặc người mình yêu trong cơn nguy kịch, nhắc đến mà lòng Đình Nam đau như cắt. Anh tự giả thiết, nếu như hôm đó Yến Trang thực sự có mệnh hệ gì, giống như con thì chắc chắn anh sẽ sống không nổi. Nếu có sống cũng chỉ là sống trong sự dằn vặt suốt đời. Uống cạn chai rượu mạnh, Đình Nam bóp chặt lấy cổ chai. Chỉ trong giây lát, chai rượu vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh cắm sâu vào da anh, từng giọt máu dị ra. Mặc dù là như vậy, nhưng Đình Nam không hề thấy đau. Vết thương nhỏ nhặt đó thì làm sao có thể so sánh nổi với nỗi đau khổ trong tim. Có phải anh và Yến Trang sẽ mãi mãi không trở về như trước nữa được không? Đình Nam không muốn như vậy và anh cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Bằng mọi giá, anh phải khiến Yến Trang tha thứ cho mình. Mặc dù có bị thương tích như thế nào, anh cũng cảm thấy cam lòng. Máu từ bàn tay chảy dọc xuống ngón tay, máu rơi nhỏ giọt xuống sàn nhà, liên tục không ngừng nghỉ. Vài ngày sau, tin tức Châu Nghi và Diêu Hân rời khỏi làng giải trí nhanh chóng bùng nổ. Họ rời đi một cách nhục nhã, ê chề. Tất cả là vì hình ảnh nóng của họ được tung lên mạng xã hội. Cư dân mạng cũng vì thế mà bàn luận sôi nổi. Đương nhiên, việc làm này là do Đình Nam gây nên. Anh đã tìm ra kẻ bắt cóc Yến Trang lúc đó ở thành phố S là Diêu Hân. Vì vậy, anh liền dùng cách mà ả hại Yến Trang để trả thù ngược lại ả. Còn Châu Nghi, tuy tội không lớn, nhưng không đáng tha thứ. Đình Nam không hề nương tay. Chỉ trong 3 ngày, Châu Nghi và Diêu Hân đã không còn mặt mũi nào rút khỏi giới giải trí. Bọn họ hiện tại kể cả ra ngoài cũng không dám. Từ lúc Hiếu Thanh nhận ra bộ mặt thật của Châu Nghi thì anh đã thẳng thừng chia tay với ả. Đối với ả, anh thực sự kinh tởm. Châu Nghi vì nhiều đả kích xảy ra nên trở thành người điên dại. Ả chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại thảm hại như ngày hôm nay. Đường đường là một ngôi sao nổi tiếng mà lại biến thành trò cười cho người khác. Thật châm biếm mà. Châu Nghi được điều vào viện tâm thần tĩnh dưỡng. Mặc dù ả đã bị điên, nhưng Hiếu Thanh vẫn không tìm đến thăm ả lần nào. Suốt ngày Châu Nghi cứ nói điên nói khùng mãi thôi. Phía Diêu Hân, sự nghiệp đang đi lên cũng buông đà tuột dốc không phanh. Tân Phát nhận ra ả là một loài rắn độc ác nên cũng sợ hãi mà rời xa ả. Tân Phát hối hận, gã thực sự sai lầm khi từ đầu đã chọn Diêu Hân mà bỏ rơi Yến Trang. Cho dù ham vui, những cái mới mẻ nên đã sa đà vào vòng tay của Diêu Hân mà yêu ả mù quáng. Bây giờ nhận ra tất cả cũng đã quá muộn. Diêu Hân trở thành người vô hồn. Ả đã làm sai tất cả, cũng vì ả hại người nên mới bị người hại lại. Đây là quả báo mà ả đáng nhận được. Sống lại bị cười chê, cách tốt nhất của ả là nên chết đi để không phải đọc những bình luận sỉ nhục, những ánh mắt xem thường của người khác dành cho ả nữa. Diêu Hân lên tầng cao nhất của sân thượng một bệnh viện. Ả nhắm mắt thả người xuống phía dưới.
Chỉ trong giây lát, cơ thể Diêu Hân nhẹ bẫng, một tiếng bịch vang lên. Diêu Hân nằm sóng xoài trên đất, máu từ cơ thể tuôn ra khắp nơi, nhiều nhất là ở phần đầu. Đúng là ác giả ác báo. Yến Trang, xin lỗi cô. Yến Trang sau khi nghe tin tức về Châu Nghi và Diêu Hân trên TV cũng không tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Cô không thương xót họ, ai có gan làm thì phải tự chịu. Người ác mãi mãi sẽ không có kết cục tốt. Sau này sẽ không có ai hại cậu nữa. Thu Thảo nhâm nhi quả táo, ánh mắt nhẹ nhàng chớp chớp. Cô ấy cảm thấy vui lắm. Những kẻ sát hại Yến Trang đã bị Đình Nam tiêu diệt nhanh gọn. Sau này Yến Trang sẽ không bị người khác ức hiếp nữa. Sau này mình sẽ không để bị hại nữa. Lúc trước là do Yến Trang quá mềm lòng, cô không nỡ trả thù lại bọn người kia đã hại mình, bởi không muốn gây phiền phức và thị phi. Nhưng cô càng im lặng thì bọn họ càng lấn tới, không để cho cô được yên. Một lần đã đủ, sau này Yến Trang sẽ trở thành tuyệt tình, ăn miếng trả miếng. Chưa đến, Yến Trang và Thu Thảo cùng nhau ra ngoài ăn. Yến Trang dẫn Thu Thảo đến nhà hàng bậc nhất thành phố. Yến Trang muốn chiêu đãi cô ấy, ăn những món ăn ngon nhất, muốn cùng với cô ấy trải qua những kỷ niệm tươi đẹp. Trên bàn ăn toàn là những thức ăn hải sản. Thu Thảo cầm một con tôm, bóc vỏ sạch sẽ, sau đó đặt vào chén Yến Trang. Cho cậu này, ăn thử xem ngon không? Thu Thảo mỉm cười, đáy mắt cong cong, trông cô ấy vô cùng xinh đẹp. Nhìn con tôm gọn gàng nằm trong bát, Yến Trang cảm thấy ngọt ngào. Hành động này của Thu Thảo làm cô nhớ đến một kỷ niệm đẹp của mình và Đình Nam cách đây không lâu. Lúc đó Đình Nam cũng bóc tôm cho cô ăn, anh nhường lại những phần ngon nhất cho cô, vì cô mà chấp nhận tự tay lột vỏ tôm. Bỗng nhiên Yến Trang cảm thấy đau lòng, chua xót. Đình Nam lúc đó đã không còn, cô cần gì phải hối tiếc, cần gì phải nhớ nhung. Hồi ức dù đau thương, dù tốt đẹp cách mấy, Yến Trang cũng nên quên đi. Cô không muốn nhớ lại những chuyện đó nữa. Yến Trang cũng vừa bóc tôm xong, đáng lý ra cô cũng định bóc cho Thu Thảo như cô ấy đã bóc cho cô, nhưng tại Thu Thảo nhanh tay quá nên lột vỏ tôm trước cô vài giây. Yến Trang mỉm cười hạnh phúc. Cảm ơn cậu, Thu Thảo, cái này cho cậu. Nói rồi Yến Trang đưa con tôm trên tay vào bát cho Thu Thảo. Cảm ơn cậu. Sau đó cả hai cười khúc khích. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi dạo mua sắm. Yến Trang ăn bận kín mít, không ai có thể nhận ra cô ấy. Thu Thảo thì ngược lại, cô ấy không cần mang khẩu trang. Thu Thảo chỉ đội cái nón kết che kín khuôn mặt. Làm người nổi tiếng thật khổ. Thu Thảo nhướng mi mắt, lắc lắc đầu ngao ngán. Mình mới thấy cậu khổ ấy, suốt ngày cứ trốn ba cậu. Một đuổi một chạy trông thật mệt mỏi. Mỗi nhà mỗi cảnh, đúng là không ai có thể so sánh với ai. Cô và Thu Thảo ai cũng mệt mỏi, nhưng lúc nào cũng vui cười. À nhắc mới nhớ, không biết khi nào ba mình điều tra ra chỗ ở của mình. Tới lúc đó e là mình không còn ở cạnh cậu được nữa. Cậu định chạy trốn đến như thế bao giờ? Mình cũng không biết, nhưng như vậy cũng rất thú vị. Yến Trang hỏi, Thu Thảo đáp và ngược lại. Họ cùng trò chuyện rôm rả. Dù là bất kể chuyện nào đi chăng nữa, thì cũng có thể làm ra là chủ đề để bàn tán. Yến Trang đang cười híp mắt vì những câu nói trêu đùa của Thu Thảo, thì đâu đó vang lên tiếng gọi trầm ấm. Yến Trang! Là một tiếng gọi tha thiết, mang đầy sự yêu thương, nhớ nhung và xen lẫn cả sự hạnh phúc. Yến Trang quay đầu, trước mắt cô là một bóng dáng to lớn. Tuy người đàn ông này ăn mặc kín mít, không lộ ra khuôn mặt, nhưng cô vẫn nhận ra đó là ai. Cũng lâu rồi cô chưa gặp hắn. Hoài Vũ, Yến Trang khẽ đáp lại bằng một cái tên. Thu Thảo cũng quay ra nhìn, cô ấy bỗng nhíu mày khi thấy Hoài Vũ. Hắn là diễn viên điển trai, được nhiều người chết mê chết mệt đấy ư. Tôi có chuyện muốn nói với em. Hoài Vũ nhìn sang Thu Thảo bên cạnh, sau đó nhìn lại khuôn mặt Yến Trang, ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương. Yến Trang, cậu khát nước chưa? Để mình đi mua. Thu Thảo nhìn Yến Trang ân cần, đôi mày cũng vì đối diện với cô mà nhẹ nhàng giãn ra. Nói xong Thu Thảo bước đi nơi khác. Trước khi đi, cô ấy vẫn không quên lườm Hoài Vũ một cái. Tên này muốn cướp Yến Trang từ tay Đình Nam ư? Có Thu Thảo cô ở đây thì dù có muốn cũng đừng nghĩ. Hoài Vũ và Yến Trang đi lại một chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Sau đó Hoài Vũ mở miệng hỏi han. Dạo này em ổn chứ? Lần trước, khi nghe một cô gái báo tin rằng
Yến Trang đang bị Đình Nam hiểu lầm. Lúc đó hắn đã vô cùng lo lắng mà gọi cho Đình Nam. Sau khi giải thích xong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng vào ngày đó, Hoài Vũ bay về thành phố. Việc mà hắn muốn làm là đầu tiên phải gặp Yến Trang. Hắn muốn biết cô có an toàn và sống tốt hay không. Nghĩ là làm, hắn liền gọi cho Yến Trang, muốn gặp cô. Nhưng lúc đó cô đã từ chối. Cô nói cô ổn, lịch quay phim dày đặc nên không có thời gian ra ngoài. Sau đó vội cúp máy. Hoài Vũ biết Yến Trang đang tránh hắn. Hắn biết mình chỉ là bạn của cô, không nên nhúng tay vào việc riêng tư của cô. Nhưng mà hắn không thể ngừng quan tâm cô. Biết được tin Yến Trang và Đình Nam vẫn chưa cử hành hôn lễ mà hoãn lại, lúc đó hắn càng lo lắng. Gọi lại cho cô lần nữa, nhưng Yến Trang vẫn từ chối gặp mặt. Cô rất bình thường, không có gì gọi là đau buồn hay khổ sở. Lúc đó hắn thực sự không biết cô đang diễn hay là thật. Và lần đó hắn không hề gọi cho cô nữa. Hắn không nên quan tâm cô quá mức như vậy. Bạn bè cũng có giới hạn của bạn bè, hắn không thể làm gì hơn. Từ hôm hắn về nước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn gặp Yến Trang. Hoài Vũ vô cùng mừng rỡ, phải công nhận những ngày qua, hắn nhớ cô rất nhiều. Thấy cô gầy đi, hắn cảm thấy đau lòng. Sao anh họ như thế, tôi vẫn rất ổn mà. Yến Trang cười đáp, ánh mắt trong suốt vẫn hồn nhiên như trước đây. Cô muốn che giấu hắn không phải vì cô xem hắn là bạn, mà là vì cô không muốn hắn lo lắng. Chuyện của em và Đình Nam như thế nào rồi? Rất tốt, anh ấy rất yêu thương tôi. Lần trước chỉ là hiểu lầm nhỏ, tôi cũng đã quên mọi chuyện. Lại một lần nữa Yến Trang nói dối Hoài Vũ. Cô không muốn lừa gạt hắn, nhưng cô không thể làm gì khác. Vậy còn hôn lễ? Hoài Vũ cảm thấy Yến Trang đang diễn, nhưng với vẻ mặt tươi cười đó e là không phải. Dù sao tôi cũng là vợ anh ấy, hôn lễ từ từ cũng được. Anh ấy sẽ không chạy thoát được tôi, đừng lo lắng. Còn anh, Hoài Vũ, khi nào mới chịu lấy vợ đây? Yến Trang không muốn nói chuyện không vui của bản thân nữa, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Hoài Vũ cũng đã ngoài 30, mà không có một scandal nào về tình ái. Đúng thật là một đàn ông khiến phụ nữ mê mịt. Hoài Vũ cười khổ, cô lại hỏi hắn về vấn đề này rồi. Hắn biết trả lời như thế nào đây? Người hắn yêu đã yêu người khác, hắn còn có tâm trạng lấy vợ sao? Qua một khoảng thời gian lâu sau đó, chợt Hoài Vũ nắm chặt tay Yến Trang. Ánh mắt hắn đầy chân tình nhìn cô, hắn trìu mến hỏi. Yến Trang, anh yêu em. Anh chấp nhận buông tay là vì em đã tìm được hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng một ngày nào đó Đình Nam làm chuyện có lỗi với em, thì chắc chắn anh sẽ vùng dậy, cướp em về bên anh. Hắn yêu cô, hắn sẽ không giấu giếm điều đó, vì cô, hắn có thể làm tất cả. Dù biết Yến Trang sẽ không đáp lại tình cảm của hắn, nhưng hắn vẫn phải nói cho cô biết một điều, rằng trên đời này vẫn còn một người cô đơn hơn sinh mạng của mình, là hắn, Hoài Vũ. Nếu thực sự Yến Trang không hạnh phúc, hắn nhất định sẽ theo đuổi cô, cùng cô bắt đầu lại. Ánh mắt Hoài Vũ chưa bao giờ kiên định như thế này, bởi những điều hắn nói ra, hắn sẽ làm được. Đêm hôm đó, Yến Trang mất ngủ. Hoài Vũ yêu cô chưa từng nghĩ tình cảm mà hắn dành cho cô là tình yêu. Hóa ra bấy lâu nay, hắn đã yêu thầm cô, mà cô vẫn không hay biết gì. Không hiểu sao, tim Yến Trang bất giác nhói đau. Dù cho cô và Đình Nam không còn bên nhau nữa, thì cô cũng không thể chấp nhận hắn. Bội Hoài Vũ đối với cô là một người anh, một người bạn tốt. Một người hoàn hảo như Hoài Vũ sẽ xứng đáng tìm được một cô gái tốt hơn cô rất nhiều. Tình cảm của hắn mãi mãi Yến Trang không thể nhận được. Đình Nam kiên nhẫn đứng trước cửa phòng đối diện phòng ngủ của mình, gõ cửa liên tục, tiết tấu nhanh gọn. Anh gõ hơn 10 cái, cánh cửa mới bật ra. Đầu vào mắt anh là hình ảnh Thu Thảo mệt mỏi, không mở nổi mắt, tóc tai rối bù. Vừa thấy kẻ đã quấy rối giấc ngủ của mình, thì Thu Thảo đã nhăn nhó, trách mắng. Anh Đình Nam, giờ anh sang đây để làm gì? Đình Nam cốc đầu Thu Thảo nhẹ một cái. Anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt yêu thương của một người anh trai dành cho em gái mình.
Có chuyện quan trọng muốn nói với em đây. Vừa nói anh vừa ngó vào trong, không thấy Yến Trang trên giường. Có lẽ cô đã vào phòng tắm. Thu Thảo nhướng mi mắt, đôi môi chu chu tỏ vẻ khó chịu. Quan trọng? Anh thì có chuyện quan trọng gì chứ? Không thể nói giờ khác được à? Lâu lắm cô mới ngủ sâu giấc như vậy, thế mà lại bị Đình Nam quấy rầy, không bực cũng là lạ. Chuyện quan trọng? Thu Thảo biết tẩy của anh hết rồi, chẳng phải là muốn cô ấy giúp anh làm lành với Yến Trang sao? Vậy mà tỏ ra nghiêm túc, cô ấy nhìn mà tức tối vô cùng. Chuyện này khiến em phải nao núng đấy. Không nghe em sẽ hối hận. Với thái độ cáu gắt của Thu Thảo, Đình Nam vẫn tỏ ra trầm ổn. Anh không gấp, chỉ chậm rãi nói. Đúng lúc này, cửa phòng tắm được mở ra. Yến Trang từ trong đi ra ngoài, thấy Đình Nam, tân trang im ắng đứng trước cửa. Cô nghĩ là anh chuẩn bị đến công ty, nhưng sang đây để làm gì? Đình Nam nhìn sang Yến Trang, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương. Yêu thương không phải là sự yêu thương của người anh dành cho em gái, mà là sự yêu thương tha thiết của người chồng dành cho người vợ. Hình như lâu lắm rồi, anh chưa được hôn cô, ôm cô vào lòng. Anh rất muốn giữ chặt cô lại, mãi mãi không buông. Nhưng nếu anh càng làm như vậy, thì Yến Trang càng hận anh hơn. Anh không thể sơ suất. Chuyện tình cảm của anh và Yến Trang cũng đã rất mong manh rồi. Anh càng nên phải trân trọng. Đình Nam biết cô sẽ không thể chấp nhận được. Vì thế anh càng phải kiềm chế bản thân, kiềm chế cảm xúc được ôm cô. Thu Thảo biết là Yến Trang vừa ra khỏi phòng tắm. Cô ấy không quay đầu nhìn Yến Trang, mà nhíu mày chăm chú nhìn Đình Nam. Chuyện cô ấy nao núng ư? Hình như không có điều gì. Khoan đã, hình như là có một. Chẳng lẽ anh Đình Nam, ba em đã tìm tới đây? Thu Thảo vội lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày. Cô ấy cất cao giọng hỏi. Nếu thật như vậy, e là cô ấy thực sự gặp nguy. Đúng là hiện tại, Thu Thảo đang tỏ ra nao núng. À không, còn có chút sợ hãi. Về lấy chồng, cô ấy tuyệt đối không đi. Lúc trước là vì cô ấy không muốn bị bó buộc bởi hôn nhân. Bây giờ có lẽ là vì lý do khác. Lý do đó được bắt nguồn từ người kia. Yến Trang nghe được câu suy đoán từ miệng của Thu Thảo, cũng ngưng lại mọi hành động nhìn Đình Nam. Cô đang đợi câu trả lời từ anh. Nếu anh gật đầu, e là Thu Thảo không thể ở đây được nữa. Đợi chờ của Yến Trang được đáp bằng một giọng nói thản nhiên của anh. Sao em lại đoán như vậy? Đình Nam hờ hững hỏi lại Thu Thảo. Ánh mắt không lộ một chút cảm xúc nào. Lúc này Thu Thảo mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Đình Nam muốn chọc ghẹo cô ấy đây mà. Không quan tâm anh nữa, Thu Thảo lườm Đình Nam một cái, sau đó tỏ ra biếng nhác và đi về giường. Cô ấy nằm xuống chiếc giường rộng lớn, gật gù nói. Nếu không phải chủ đề này, thì anh đừng nói gì nữa. Anh ra ngoài đi, em muốn ngủ một lát nữa. Đình Nam cười khẽ một cái, không nói gì. Thu Thảo quay sang Yến Trang dặn dò. Yến Trang, cậu tham gia sự kiện nhanh nhé. Mình đợi cậu về để cùng đi ăn. Yến Trang chưa kịp trả lời thì Đình Nam đã chen vào. Em là không có cơ hội đó rồi. Thu Thảo dù buồn ngủ đến mấy, cũng mở mắt ra nhìn Đình Nam. Cô ấy bực dọc ném một cái gối xuống dưới chân anh, lầm bầm. Ý anh là sao? Đình Nam hôm nay tự nhiên nói chuyện úp mở. Cô ấy thực sự muốn phi cho anh một đao để anh nói chuyện đàng hoàng một chút. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Thu Thảo, Đình Nam mỉm cười. Anh nhẹ nhàng nói. Bác trai vừa gọi đến, bắt buộc anh phải giữ em lại. Có lẽ vệ sĩ đang đến đây, cũng sắp tới rồi. Thu Thảo bật dậy, khuôn mặt phờ phạc trở nên nghiêm túc. Cái gì? Anh nói thật. Đình Nam gật đầu. Tiêu rồi, phe này tiêu là cái chắc. Thu Thảo không thể ở lại đây lâu được nữa. Ba cô ấy mà bắt cô ấy về, e là cô ấy sẽ không ra ngoài được nữa. Vậy mà anh không nói sớm. Thu Thảo tức giận phóng nhanh khỏi giường. Cô ấy nhanh chóng phi vào phòng tắm ngay tức khắc. Đình Nam lắc đầu ngán ngẩm. Anh cũng định nói đấy thôi, ai kêu Thu Thảo không tin. Lâu lắm rồi anh mới thấy được vẻ mặt sợ hãi này của Thu Thảo. Đúng là tức cười quá đi.
có cách nào để giúp Thu Thảo không? Đình Nam hoàn toàn bất ngờ đến Yến Trang lại chủ động bắt chuyện với mình. Khuôn mặt cô đầy sự lo lắng. Anh biết cô cũng đang sợ Thu Thảo bị bắt về đây mà. Cách duy nhất chỉ có trốn. Bác trai rất cương quyết. Ông ấy chưa hề muốn thôi cái ý định bắt Thu Thảo lấy chồng. Đình Nam nhanh chóng đáp trả. Vừa nói hết câu thì Thu Thảo đã nhanh chóng chạy từ phòng tắm ra phòng ngủ. Cô ấy nắm chặt tay Yến Trang tha thiết. Yến Trang, mình cũng không biết khi nào chúng ta có thể gặp nhau và vui đùa như thế này nữa. Những lúc không có mình ở bên cạnh, cậu không được để bản thân mình bị ức hiếp đâu đấy. Cậu phải mạnh mẽ lên, sống thật tốt. Yến Trang ghét nhất cái cảnh phải chia xa này. Cô là một người yếu lòng, sao có thể chịu nổi chứ? Ôm chặt Thu Thảo, Yến Trang đau lòng gật đầu. Mình sẽ sống tốt, cậu yên tâm. Thu Thảo nhớ liên lạc với mình thường xuyên đấy. Chúc cậu bình an. Chuyện này Đình Nam còn không giải quyết được thì Thu Thảo sao có thể ở lại? Thu Thảo phải trốn ba mình. Yến Trang cũng không biết khi nào bọn họ mới gặp lại nhau. Nhưng ngoài chạy trốn ra thì Thu Thảo đã không còn cách nào khác. Yến Trang đành nén cơn xót xa vào lòng. Cảm ơn cậu. Thu Thảo nói xong, sau đó buông tay Yến Trang ra. Sau khi đi ngang qua Đình Nam, cô ấy còn cố trừng mắt một cái. Anh đúng là đồ không có lương tâm. Thu Thảo trên tình thế dầu sôi lửa bỏng, mà anh còn bình thản như vậy. Đình Nam có còn là người anh cô quen biết nữa không đây? Người anh trai luôn lo lắng cho cô ấy, bây giờ đã thay đổi. Thu Thảo cảm thấy vô cùng đau lòng, cô ấy muốn khóc quá đi mất. Uổng công cô mấy ngày nay, cô ấy nói giúp về anh với Yến Trang. Vậy mà khi hoạn nạn, anh lại đối xử với cô như thế, thật đáng giận mà. Thu Thảo vội chạy xuống nhà, Yến Trang cũng theo nhanh về phía sau. Cô đang lo lắng, nếu thực sự người của ba Yến Trang đến thì sao? Yến Trang muốn thấy Thu Thảo an toàn thì cô mới an tâm. Yến Trang lướt ngang Đình Nam, đi thẳng xuống dưới. Trong mắt cô, bây giờ chỉ có Thu Thảo. Đình Nam đi phía sau cô, hai tay bỏ vào túi quần an nhiên đi trước. Thu Thảo vừa ra khỏi phòng khách thì liền quay đầu lại. Cô ấy không nỡ rời xa Yến Trang. Nhưng nếu không rời đi thì cô ấy sẽ không còn cơ hội tự do nữa. Yến Trang, khi nào mình an toàn, mình sẽ gọi cho cậu. Đợi đến lúc mình không còn chạy trốn như thế này nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau vui đùa, đi dạo. Còn bây giờ mình không còn nhiều thời gian. Tạm biệt cậu, tạm biệt người bạn tốt nhất của mình. Yến Trang vẫy tay, cô cảm thấy sống mũi mình cay cay. Ngay sau đó, một giọt nước mắt trong suốt rơi ra khỏi hốc mắt. Lúc Thu Thảo xoay người đi, thì từ trên không trung vang vọng những âm thanh cạch cạch không ngừng. Những âm thanh nghe càng dần và rõ hơn. Ngước dần lên là một chiếc trực thăng đang dần dần đáp xuống bãi đất trống trong dư viên. Thu Thảo mỉm cười. Một lần nữa quay đầu về phía sau, lần này là nhìn Đình Nam đứng cách đó không xa. Anh luôn chu đáo nhất, không uổng công em thương anh, và cũng không uổng công em giúp anh những ngày qua. Xem ra Đình Nam vẫn còn có lương tâm. Nói xong, Thu Thảo nhanh chóng leo lên trực thăng, chiếc trực thăng dần bay lên cao, mất hút. Đình Nam cười khổ, anh nhớ lúc nãy Thu Thảo còn nhăn mặt nhăn nhó với mình. Vậy mà bây giờ đã thay đổi đến chóng mặt. Cô em gái này đúng là khiến Đình Nam không thể không thương yêu. Chiếc trực thăng bay không được bao lâu thì bên ngoài dư viên đã ùn ùn tiếng động cơ. Trước khi những người bên ngoài vào trong, Đình Nam đã nhấn gọi một dãy số. Đợi có kết nối, anh ung dung trả lời. Bác trai, Thu Thảo đã trốn bằng trực thăng của con rồi. Bác nên bảo vệ sĩ về thì hơn. Nhìn Đình Nam, tâm Yến Trang bỗng có cảm xúc khó tả. Anh đúng là một người biết suy tính kỹ càng, lo trước, lo sau mọi chuyện. Một người anh trai tốt, một người chồng hoàn hảo. Đáng ra sự hoàn hảo này sẽ mãi mãi, nhưng hiện tại đã không còn. Yến Trang cảm thấy tiếc nuối. Cô và anh mãi mãi sẽ không bao giờ quay lại như trước. Đình Nam bình thản trả lời qua điện thoại. Xin lỗi bác trai, đã khiến bác hao tâm vì Thu Thảo rồi. Bác yên tâm, con đảm bảo Thu Thảo sẽ không có vấn đề gì hết. Ở cạnh Hữu Thiên thì có chuyện gì chứ? Huống hồ, hắn còn quan tâm Thu Thảo rất nhiều. Đình Nam biết hết tất cả mà.
Nói xong anh cúp máy. Bên ngoài tiếng động cơ cũng ngày càng xa. Bọn vệ sĩ đi bắt Thu Thảo đã về rồi. Lúc bấy giờ Đình Nam liền nhìn sang Yến Trang. Cô cũng đang nhìn anh chăm chú. Yến Trang! Đình Nam khẽ gọi, chân nhẹ bước lên một bước. Yến Trang nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Cô quay đầu sang nơi khác, lạnh lùng nói. Tôi có chuyện phải ra ngoài, có lẽ chiều mới về được đây. Khoảng thời gian đó, mong anh suy nghĩ thật kỹ về đề nghị của tôi. Đó là chúng ta nên ra tòa ly hôn. Nói xong, Yến Trang bỏ đi, khuôn mặt cô không để lộ chút cảm xúc nào. Nếu bây giờ hỏi Yến Trang rằng cô còn yêu Đình Nam hay không, cô nhất định sẽ trả lời là có. Nhưng hỏi cô có hận anh không, cô sẽ không trả lời là có, mà trả lời rằng cô hận anh thấu xương tủy. Hôn nhân của cô và Đình Nam đã không thể cứu vãn được nữa, cô cũng sẽ không tha thứ cho những hành động của anh. Lúc trước Thu Thảo vẫn còn ở đây, Yến Trang luôn dành thời gian bên cạnh cô ấy, muốn cùng cô ấy vui đùa thỏa thích, trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh cô ấy. Vì vậy nên chuyện ly hôn cô vẫn chưa có cơ hội để nói. Cô không nói lúc đó không có nghĩa là cô sẽ mãi mãi không nói. Bây giờ Thu Thảo đã đi, Yến Trang cũng nên bàn chuyện chính rồi. Yến Trang thực sự yêu anh, nhưng cô không thể bỏ qua mọi chuyện mà tha thứ cho anh. Yêu càng sâu đậm thì hận càng nhiều. Bởi vì cô quá yêu Đình Nam, quá tin tưởng anh nên không chịu nổi cú sốc đau lòng kia. Chuyện của cô và anh đã đến hồi kết. Nói ra những lời này, không chỉ Đình Nam đau lòng mà tâm Yến Trang càng đau hơn gấp bội. Cô là diễn viên, cô có thể khống chế được cảm xúc của mình. Yến Trang nhận thấy đây là vai diễn đạt nhất từ trước đến giờ của cô. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Yến Trang dần nhỏ đi, tim Đình Nam như bị co rút. Bóng dáng mạnh mẽ nhưng lại mang phần cô đơn. Cô không thể nào tha thứ cho anh nữa rồi. Đình Nam biết cô đã quyết định điều gì đó thì sẽ không thay đổi. Anh đã không còn hy vọng. Bước chân Yến Trang càng nhanh hơn. Chỉ trong giây lát, cô đã rời khỏi tầm mắt của Đình Nam. Cùng lúc đó, một giọt nước mắt trong suốt như viên ngọc trai nhẹ nhàng chảy ra. Đình Nam, duyên phận của chúng ta đã hết rồi. Đình Nam vô hồn đứng đó rất lâu, ánh mắt cứ nhìn theo bóng dáng lúc biến mất của Yến Trang. Đình Nam khẳng định nếu anh buông tay, e rằng mãi mãi anh sẽ mất cô. Anh không thể để điều đó xảy ra, dù có chết cũng không được. Cậu Nam! Phá vỡ bầu không khí trầm lặng là giọng nói của chị Tiêu. Chị từ trong đi ra ngoài, đứng sau phía Đình Nam, nhẹ gọi giọng một tiếng. Đình Nam như tỉnh khỏi giấc mộng của riêng mình. Anh nhẹ nhàng cử động, cảm thấy tê tê. Có chuyện gì? Anh đứng đây cũng mấy giờ rồi, cổ họng có chút khô. Có lẽ Yến Trang chỉ là giận cậu nhất thời. Tôi biết cô ấy vẫn còn yêu cậu. Cậu Nam, cậu đã làm sai. Nhưng nếu cậu chịu ăn năn, quan tâm Yến Trang nhiều hơn, thì chắc chắn có ngày cô ấy sẽ tha thứ cho cậu. Tôi ủng hộ cậu. Lúc đầu chị Tiêu cũng vô cùng bất mãn với hành động của Đình Nam, nhưng sau khi biết anh cũng bị người ta lừa gạt, chị cũng thấy anh đáng thương. Hiện tại chị Tiêu đang đồng cảm với Đình Nam, chị mong anh và Yến Trang sẽ trở lại những ngày hạnh phúc như trước kia. Cảm ơn chị. Đình Nam xoay người đi vào trong, ánh mắt vô cùng thê lương. Bù đắp cho Yến Trang bằng cách nào đây? Đặc biệt hơn hết, cô sẽ chấp nhận với sự bù đắp của anh dành cho cô chứ. Chiều đến, Yến Trang sau khi đã tham gia sự kiện xong thì liền trở về dư viên. Hiện tại cô ấy cảm thấy rất mệt mỏi. Dư viên là nơi cô không muốn ở lại nữa, bởi ở đây cô cứ nhớ đến những chuyện đau lòng kia. Vừa vào trong, Yến Trang đã nghe tiếng xì xào từ trong bếp. Những âm thanh cứ liên tiếp vang lên không ngừng, lúc lớn lúc nhỏ, khiến Yến Trang nghe không rõ. Cô tò mò đi vào trong, đập vào mắt Yến Trang là một hình ảnh khó tin. Có lẽ cả đời này, cô cũng sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Đình Nam mang một cái tạp dề màu hồng. Trên tạp dề còn có một con mèo Hello Kitty, nhỏ nhắn, dễ thương. Hai tay anh vừa cầm lấy con cá, vừa được làm sạch. Động tác vô cùng vụng về. À, cậu Đình Nam,
Cậu phải vặn lựa nhỏ lại chứ, nếu không sẽ... Chị Tiêu chưa nói xong thì tiếng xèo xèo vang lên liên tục. Cùng lúc đó, dầu trong chảo văng lên tung tóe. Đình Nam vì đứng trước bếp nên dầu đã văng vào tay, khiến lớp da bỗng hiện lên một mạng đỏ. Sao nóng dữ vậy? Đình Nam lùi lại vài bước, ánh mắt khó tin nhìn con cá đang yên vị trên chảo. Da tay lúc này của anh đã sưng đỏ cả lên, nhưng Đình Nam không quan tâm. Anh nghe lời chị Tiêu, vặn lựa nhỏ lại. Tay cậu bị bọng rồi, chị Tiêu nhẹ nhàng nhắc nhở. Không sao, Đình Nam lắc đầu. Chị Tiêu chưa từng nghĩ Đình Nam lại xuống bếp tự tay chiên cá cho Yến Trang. Đình Nam không biết bù đắp thế nào về nỗi mất mát của Yến Trang. Anh sẽ làm từ những việc nhỏ nhặt nhất. Con anh mất, anh cũng đau lòng. Anh cũng hận bản thân mình. Anh biết Yến Trang không thể tha thứ cho anh, nhưng Đình Nam sẽ không nản chí. Anh nhất định phải quyết tâm khiến cô tha thứ cho mình. Đình Nam quay sang chiếc bàn bên cạnh. Anh bắt đầu làm nước chấm. Trước tiên là bỏ cái gì vào? Nước mắm, đường. Chị Tiêu đứng bên cạnh, lặng lẽ chị dẫn từng chút một cho Đình Nam. Từ đầu đến cuối, chị chưa hề đụng vào dù là một việc nhỏ. Con cá này, Đình Nam đã làm mất 2 giờ mới vệ sinh sạch sẽ. Chị đã kiên nhẫn đứng đây dạy cho anh tận 2 giờ liền. Và càng tuyên dương hơn, Đình Nam đã cần cù với con cá suốt 2 giờ đồng hồ không nghỉ ngơi. Đình Nam nếm thử chén nước chấm trong tay, gật gù. Không tệ. Anh dùng hai tay lau vào tạp dề, sau đó quay sang con cá đang sôi dầu. Anh cầm sẹng lên, lật ngược con cá lại. Đình Nam hào hứng. Wow, nó đã vàng rồi nè, không biết Yến Trang có thích không? Vừa nghe thấy tên mình, chân Yến Trang bất động tại chỗ. Đình Nam chủ động vào bếp là vì muốn nấu ăn cho cô ư? Vẻ mặt anh còn vui mừng như vậy, không hiểu sao, tâm Yến Trang như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô thực sự cảm thấy ấm lòng. Tay anh còn đang bị bỏng, không đau sao? Nhưng hiện tại, không hiểu sao, Yến Trang lại cảm thấy xót xa. Đình Nam chưa từng vào bếp, vậy mà bây giờ lại chịu khổ thế này vì cô. Một giây phút ngắn ngủi, Yến Trang đã rung động, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban ngày. Cô tỏ ra khó gần. Cô đã quyết định từ bỏ Đình Nam thì sẽ không vì điều gì mà xao xuyến nữa. Tự nhắc bản thân mình 100 lần, cô và anh đã hết hy vọng. Lúc cô đang thất thần thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên inh ỏi. Điện thoại của Đình Nam. Yến Trang đứng đó quan sát. Cô thấy chiếc điện thoại đang được đặt trên bàn cách đó không xa. Đình Nam không hề ngó ngàng đến có người đang gọi đến. Chỉ tới khi chị Tiêu nhắc nhở thì anh mới đáp lại. Chị đem qua đây giùm tôi. Chị Tiêu làm theo, lấy điện thoại để gần Đình Nam, nhấn nghe, bật loa ngoài. Có chuyện gì? Đình Nam bực dọc hỏi bằng giọng sắc lạnh. Anh đang cảm thấy phiền phức vì bị quấy rầy. Tay Đình Nam vẫn giữ lấy đũa, lật con cá qua lại vài lần, không thèm nhìn điện thoại lần nào. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người trả lời. Vâng, giám đốc. Giám đốc Ngọc muốn cùng anh tối nay bàn chuyện hợp đồng dự án khu đất quận T. Nếu anh không xuất hiện, e là ông ấy không đồng ý ký hợp đồng. Ông ta muốn bỡn cợt tôi đấy à? Hợp đồng chẳng phải nói ngày mai đến công ty chúng ta ký sao? Đình Nam vẫn chăm chú nhìn con cá trên chảo. Giọng nói cứng như thép hùng hồn vang lên. Không ký thì không ký. Tôi không có dự án này cũng không sao. Nhưng đây là dự án rất quan trọng. Nếu như có mảnh đất đó thì có lẽ công ty sẽ càng hưng thịnh. Trợ lý lo ngại vì quyết định của Đình Nam. Bỏ lỡ món mửa ngon như vậy không phải là tác phong của anh. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Đình Nam, nhưng trợ lý đoán ra anh đang rất mất kiên nhẫn. Vì thế giọng nói của anh ta càng nhỏ dần. Dự án quan trọng, nhưng công việc của tôi hiện tại quan trọng hơn. Nếu không có gì thì cúp máy. Đình Nam lạnh lùng cắt ngang câu nói của trợ lý. Anh tiếp tục với món cá chiên của mình. Đình Nam, anh chưa từng phụ thuộc vào người khác. Công ty cũng như vậy. Muốn anh đi gặp đối tác vào tối nay, chẳng lẽ công sức anh bỏ ra từ chiều đến giờ là vô ích? Anh có thể bỏ công việc. Cái duy nhất anh không thể không quan tâm đến chính là vợ của mình, Yến Trang. Chị Tiêu tắt điện thoại để sang một bên.
Chị không hiểu gì về chuyện của công ty, nên sau đó lại tiếp tục chỉ dẫn Đỉnh Nam. Cậu lật cá lại đi, có thể tăng lửa lớn hơn một chút nữa. Và còn... Chị Tiêu vừa nói vừa chỉ, Đỉnh Nam hoàn toàn làm theo. Yến Trang không tiếp tục đứng đây nữa, cô xoay người lên lầu. Lời của anh, hành động của anh, Yến Trang thực sự cảm động. Công việc quan trọng mà anh nói là nấu ăn cho cô thật ư? Đỉnh Nam là một người cuồng công việc, anh luôn dành từng phút một để xử lý công việc ở công ty, không hề sao lãng một chút nào. Cũng vì thế mà công ty dần dần đi lên, vươn tầm cao ra thế giới. Vậy mà lần này, anh lại vì một chuyện nhỏ nhặt bỏ bê công việc, xem nó không quan trọng nữa. Cô nhìn thấy được sự chăm chỉ, cố gắng trong đôi mắt của Đình Nam. Anh muốn làm món cá ngon nhất cho cô, muốn cô được vui. Cô sao có thể không cảm động đây? Nhưng cảm động thì sao chứ? Yến Trang vẫn nên giấu kín trong lòng thì hơn. Nửa tiếng sau, Yến Trang từ trên lầu đi xuống. Cô đi thẳng vào bếp, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đình Nam đã bày dọn các món ăn trên bàn, món chính rồi đến món khai vị trông cũng vô cùng hoành tráng. Lúc Yến Trang bước lại gần bàn ăn, anh đã nhanh chóng kéo ghế cho cô. Nào, em ngồi đi. Yến Trang không trả lời, cô kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, mặc kệ Đình Nam vẫn ngây người ở đó. Bàn tay Đình Nam cứng đờ, anh từ từ buông lỏng chiếc ghế sau đó bước sang ghế đối diện Yến Trang, chậm rãi ngồi xuống. Không sao, hiện tại cô khó tiếp cận, anh cũng là chuyện đương nhiên. Anh sẽ tìm cách khác quan tâm cô nhiều hơn. Nhìn món cá trên bàn, Đình Nam nở nụ cười nhẹ. Anh vừa định nói gì đó thì Yến Trang đã động đũa. Cô gắp một miếng cá chiên nhỏ, tự nhiên bỏ vào miệng. Hiện tại Đình Nam rất hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh vào bếp và cũng là lần đầu tiên anh nấu cho một cô gái ăn. Theo lời của chị Tiêu, anh không làm sai tí nào. Cá cũng giòn và vàng tươi, trông rất bắt mắt. Anh tin chắc nó không đến nỗi tệ. Nhìn Yến Trang dần dần biến sắc sau khi ăn miếng cá, Đình Nam nhẹ nheo mày, còn có chút hốt hoảng. Không ngon sao? Chị Thiêu, món cá hôm nay có vấn đề. Da thì không giòn tí nào, màu cũng không đẹp mắt, thịt cá thì cứng, tệ thật đấy. Yến Trang cố tình nói lớn, như đang trách chị Thiêu, mặc dù biết cá này do Đình Nam chiên. Thẳng thừng phê bình, từ ngữ vô cùng sắc bén. Đình Nam ngây người ra, anh cảm thấy xót xa làm sao. Món cá này dù anh đã cố gắng, nhưng vẫn không hợp khẩu vị của cô. Những lời chê trách của Yến Trang khiến lòng anh đau lắm. Đáy mắt Đình Nam trĩu xuống, nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc. Nhìn Yến Trang, anh dịu dàng nói. Em ăn món khác đi, cá không ăn được thì lát nữa sẽ đổ bỏ. Yến Trang tự nhiên gấp món khác, cũng không để ý đến Đình Nam lần nào nữa. Bữa cơm hôm nay vô cùng tẻ nhạt. Yến Trang ăn được vài đũa thì đứng dậy. Cô lạnh nhạt nói, tôi ăn no rồi. Sau đó bỏ lên lầu, bước chân càng nhanh. Đình Nam nhìn dĩa cá còn nguyên. Anh lắc đầu nói với chị Tiêu ở gần đó, lát nữa đổ bỏ hết đi. Nhưng món cá đó, chị Tiêu nói một nửa thì im bặt. Đình Nam chiên cá cho Yến Trang ăn. Cô không thích thì để làm gì nữa. Dù có tiếc nuối nhưng chị Tiêu cũng không thể làm gì khác. Đình Nam ngồi im trên ghế, tay cầm đũa cứ giữ nguyên. Mắt anh cứ nhìn chăm chăm vào dĩa cá vàng không rời. Tay nghề chưa cao, anh phải học hỏi thêm nhiều rồi. Yến Trang lặng lẽ lên lầu, vừa đóng cửa phòng lại, cô đã đứng im tại chỗ, lưng dựa chặt vào tường. Chân trượt từ từ xuống, đến khi ngồi hẳn lên sàn nhà cẩm thạch, thì Yến Trang mới nhắm hai mắt lại. Sao cô không biết Đình Nam đau lòng thế nào chứ? Nhưng cô không thể nào làm gì khác ngoài việc làm tổn thương anh. Anh đã tổn thương cô rất nhiều, vì vậy cô cũng phải trả thù. Cá chiên lúc nãy cũng không đến nỗi tệ, nó thực sự rất ngon. Món ăn ngon nhất mà Yến Trang từng ăn là cá chiên của Đình Nam. Yến Trang ngồi trên tường, lưng dựa vào thành giường, chân duỗi thẳng, hai tay đan lại, ánh mắt nhìn vào xa xăm. Cô đối xử với Đình Nam như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Cũng vì cô mà một người cao cao tại thượng như anh lại xuống bếp đeo tạp dề hình con mèo, tay cầm xẻng, tay cầm chảo, đứng tận một lúc lâu
để hoàn thành món ăn. Lại vì việc này mà anh hủy luôn bữa cơm với đối tác. Tất cả là đều vì cô. Cô còn thấy được vết bỏng ở tay anh, rất lớn, rất đỏ. Mạng da ở đấy bị phồng cả lên, có lẽ là rất rát. Nhưng anh lại không hề quan tâm chút nào đến nó. Đình Nam không lo lắng, nhưng cô thì rất đau lòng. Yến Trang có thể nhận ra anh yêu cô thật lòng. Anh đã hối lỗi ăn năn, nhưng cô vẫn không thể bỏ qua chuyện cũ. Hình như một bóng ma cứ lấn át lý trí của cô. Nó bắt cô phải lạnh lùng, tàn nhẫn. Có đôi lúc Yến Trang tự hỏi, cô có thể thương hại cho những người phạm lỗi lầm với cô, nhưng tại sao cô vẫn không thể nào mở lòng với anh? Có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa, không thể trở về quỹ đạo lúc trước được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 11 của câu chuyện Cuộc giao dịch bất đắc dĩ, tác giả Ngọc Trân qua sự diễn đọc của MC Nguyễn Hương. Hy vọng quý vị và các bạn đã có những phút giây nghe chuyện thật vui và hấp dẫn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện trong những video tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.